Kiều Minh Tuấn từng hứa hẹn gì với Cát Phượng trong lúc mặn nồng? Thông tin Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đường ai nấy đi trong ngày hôm nay đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhìn lại hành trình yêu của cặp đôi chị em này, không ít khán giả phải tiếc nuối thay. Trong quá khứ, nam diễn viên Em Chưa 18 nhiều lần khiến dân tình suýt xoa khi dành cho bạn gái những lời hứa hẹn ngọt ngào. Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng ban đầu chỉ là chị em trong nghề. Sau này khi thấy đàn chị cô đơn một mình diễn mà anh nảy sinh tình cảm muốn đưa đón cô mỗi ngày trong một chương trình truyền hình nữ diễn viên để mai tính nghẹn ngào khi nhắc lại câu nói mà đối phương dành cho mình. Tôi muốn che chở cho bà vì lời nói này mà sao nữ 52 tuổi quyết định mở lòng trước chàng trai trẻ. Kiều Minh Tuấn cũng không ngại chuyện ở bên một người phụ nữ nhiều hơn mình 18 tuổi. Nếu tóc bà bạc, tôi cấm bà nhuộm, cứ để tóc bạc vậy cho tôi, để yên như vậy. Nam diễn viên nghề siêu dễ bày tỏ. Khi Cát Phượng dần lớn tuổi, nam tài tử này cho biết đã chuẩn bị tâm lý chăm sóc đối phương. Sau này sẽ nuôi một con người lớn tuổi, rửa chân cho người lớn tuổi, đút cơm cho một người lớn tuổi ăn. Chắc chắn lúc đó, nhiều lúc em lớn tuổi mà đối tính, lười ăn, lười biếng, anh sẽ quạo, anh chửi đó. Nhưng mà chịu khó một chút, Kiều Minh Tuấn nói trên chương trình Làm Vợ Phải Thế. Trong thời gian yêu Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn cũng rất khao khát có một đứa con riêng. Thậm chí khi nói về điều này, có thời gian nam diễn viên còn bật khóc. Dù vậy, Kiều Minh Tuấn có những suy nghĩ rất chững chạc, lo lắng sức khỏe của đối phương. Có một đứa con để làm gì, để trải nghiệm được làm cha. Thì giờ mình đã trải nghiệm qua thằng bom rồi, chị Phượng cũng đã đủ lớn tuổi. Có đứa con rồi anh chị mất thời gian với nhau, anh nghĩ nên thôi. Một trong những lời nói tình cảm nhất mà Kiều Minh Tuấn dành cho Cát Phượng chính là hứa hẹn ở bên một người yêu cho đến khi lìa đời. Cụ thể cách đây vài năm, nữ diễn viên Hạnh Phúc Của Mẹ cho biết có ý định để bạn trai đi tìm hạnh phúc mới. Thế nhưng Kiều Minh Tuấn vẫn phản đối quyết định và khẳng định cái đẹp hay cái trẻ trung gì đó qua cách tính với cách con người. Và trong mắt tôi, bà là như thế nào, chứ không phải là bà già tôi bỏ bà. Đây là lần đầu tiên, lần cuối cùng tôi nói, tôi yêu bà đến khi nào, tôi lo mồ mả yên đẹp. Thằng bom lập gia đình đàng hoàng thì tôi mới lấy vợ khác nếu thích. Những lời nói ngọt ngào của Kiều Minh Tuấn dành cho Cát Phượng từng khiến khán giả không phải ngưỡng mộ mà ao ước. Dẫu thế giờ đây mọi thứ chỉ là kỷ niệm khi cặp đôi không còn cùng chung đường.